Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, gọi tắt là tổ công tác 282 công an tỉnh và các tổ 282 công an cấp huyện đã kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Theo lịch được phân công, các tổ công tác chủ động nắm tình hình, tăng cường tuần tra kiểm soát, triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ lập chốt xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, thường xuyên kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Chỉ tính riêng, từ ngày 14 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2024, Tổ 282 Công an tỉnh và Tổ 282 Công an cấp huyện đã phát hiện xử lý 75 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 17 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn. Thời gian tới, Tổ công tác tiếp tục tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, tình hình tội phạm công nghệ cao có xu hướng gia tăng và phát triển một số diễn biến phức tạp. Qua công tác nghiệp vụ, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận phương thức thủ đoạn của tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân hàng thường sử dụng như tạo lập các trang web, ứng dụng, trang mạng xã hội mạo danh tổ chức ngân hàng và các tổ chức tài chính đơn vị trung gian thanh toán. Sau đó tiếp cận nạn nhân bằng nhiều hình thức như chạy quảng cáo, phát tán tin nhắn mạo danh ngân hàng hoặc mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại cho nạn nhân và thực hiện kịch bản lừa đảo. Nội dung kịch bản lừa đảo liên tục thay đổi để đối phó với việc cơ quan chức năng thường xuyên tuyên truyền cảnh báo người dân. Đã ghi nhận một số kịch bản lừa đảo thường được đối tượng sử dụng, mời nâng cấp thẻ tín dụng, vay tiền trực tuyến với thủ tục dễ dàng, lãi suất thấp, thông báo tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch đáng ngờ, hướng dẫn cập nhật sinh trắc học thông tin tài khoản. Sau đó, các đối tượng thao túng và yêu cầu nạn nhân làm theo yêu cầu cung cấp thông tin, đăng nhập, mật khẩu và đặc biệt là mã OTP xác thực. Đáng chú ý hiện nay, đối tượng dẫn dụ nạn nhân cài đặt ứng dụng giả mạo trên điện thoại thông minh. Các ứng dụng này có chứa mã độc và chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp thông tin, sau đó thực hiện việc chuyển tiền trực tuyến để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Đối với thủ đoạn tạo hình ảnh giả mạo hóa đơn, bill, chuyển tiền, fake bill, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận định đây là phương thức các đối tượng thường sử dụng kèm kịch bản mạo danh pháp nhân, cá nhân liên hệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đặt mua hàng hóa, sau đó sử dụng hình ảnh giả mạo, hóa đơn, chuyển tiền thành công với số tiền lớn hơn số tiền mua hàng thực tế và đưa ra nhiều lý do để lý giải cho việc chuyển khoản nhưng nạn nhân chưa nhận được tiền vào tài khoản, nghẽn mạng ngân hàng đang xử lý. Sau đó, hoặc là sẽ chiếm đoạt tài sản của nạn nhân bằng việc chiếm đoạt số hàng đã mua hoặc thông báo việc chuyển dư tiền để nhờ nạn nhân mua giúp các loại hàng hóa ở các doanh nghiệp khác kèm số điện thoại liên hệ, nhưng thực chất là do các đối tượng đóng giả. Hàng hóa nhờ mua giúp có giá tiền cao hơn rất nhiều so với giá trị niêm yết để kích thích ham muốn có lời khi mua giúp. Khi nạn nhân chuyển tiền sẽ bị các đối tượng chiếm đoạt. Từ đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân một số nội dung để đề phòng tránh bị lừa đảo trực tuyến. Một là thường xuyên nâng cao nhận thức về các phương thức thủ đoạn lừa đảo trực tuyến thông qua nội dung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội chính thống của cơ quan nhà nước. Cần chú ý bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân trong quá trình tham gia các hoạt động trên môi trường mạng, tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn, website không rõ nguồn gốc. Chỉ cài đặt các ứng dụng trực tuyến từ các nguồn chính thức của hệ điều hành điện thoại. Hai là qua thực tiễn có thể thấy rằng các đối tượng sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau và liên tục thay đổi kịch bản, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tiền trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử, ứng dụng thanh toán trực tuyến của nạn nhân. Do đó, khi gặp những tình huống yêu cầu thực hiện các hoạt động liên quan đến các loại tài khoản hay cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại dùng để đăng ký tài khoản và yêu cầu chuyển khoản, thì phải hết sức cảnh giác, lưu ý, kiểm tra kỹ tất cả các thông tin liên quan trước khi thực hiện việc giao dịch.
Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt xóa một tụ điểm tội phạm hoạt động với hình thức buôn bán thực phẩm chức năng giả trên môi trường mạng. Ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt xóa tụ điểm buôn bán thực phẩm chức năng giả online trên địa bàn huyện Tân Châu. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an Tây Ninh phát hiện Phan Trọng Hiếu và vợ là Nguyễn Thị Hào cùng sinh năm 2000, ngụ ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, thuê một số nhân viên sử dụng nhiều tài khoản trên sàn thương mại điện tử S để bán hàng giả là thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với giá rẻ, nhưng được quảng cáo có tác dụng giảm cân trên không gian mạng. Ngày 20 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường phối hợp với đội 4 Cục Quản lý Thị trường và Công an huyện Tân Châu bố trí lực lượng bắt quả tang đối tượng Tô Hạnh Nhi sinh năm 2001, ngụ ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu đang có hành vi buôn bán hàng hóa là thực phẩm chức năng giả. Kiểm tra nhà kho của Nhi, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có nhiều thùng giấy cắt tông. Bên trong chứa các sản phẩm thực phẩm chức năng, thuốc bảo vệ, sức khỏe, các dụng cụ để dán nhãn, tem, đóng hộp. Nhi cho biết toàn bộ hàng hóa trên thuộc sở hữu của vợ chồng Hiếu và Hào. Cơ quan chức năng tiến hành mời làm việc, kiểm tra nhà thuê của vợ chồng Hiếu Hào ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu, phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng có chủng loại tương tự. Tổng số tăng vật giam giữ ở hai điểm trên gồm 23 loại thực phẩm chức năng với 3.729 sản phẩm, ước tính tổng giá trị hàng hóa trên 290 triệu đồng. Các đối tượng Hiếu, Hào, Nhi khai nhận mua bán thực phẩm chức năng giả từ đầu năm 2024 đến nay. Nguồn hàng do Hiếu đặt mua qua mạng xã hội, qua dịch vụ giao hàng nhanh để nhận hàng hóa, sau đó tiếp tục thông qua sàn thương mại điện tử S bán lại kiếm lời. Cơ quan chức năng xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 6 năm 2024, tổng số đơn hàng hoàn tất của các tài khoản của Hào, Hiếu là hơn 14.000 đơn hàng, tổng giá trị đơn hàng hoàn tất là hơn 1 tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Huỳnh Văn Danh sinh năm 1979, cư trú ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 13h40 phút ngày 26 tháng 9 năm 2024, qua công tác quản lý địa bàn và nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại nhà của Huỳnh Văn Danh thuộc khu vực tổ 12 ấp Long Bình, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới có nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, nên đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy Công an huyện Chợ Mới phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an xã Long Kiến nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành đến địa điểm như tin báo để kiểm tra. Khi lực lượng công an đến hiện trường thì phát hiện Danh đang ở trong phòng ngủ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện và thu giữ trong nhà của Danh đang cất giấu nhiều bọc ni lông trong suốt có rãnh khóa và nhiều đoạn ống hút nhựa hàn kín hai đầu chứa ma túy đá. Bên trong, tổng trọng lượng khoảng 34 gram và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, Danh khai nhận mua số ma túy đá trên từ một người lạ đặt đem về bán lại cho các con nghiện để kiếm lời. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Đà Lạt cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thu Hương quê ở Hà Nội để điều tra xử lý về tội trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào năm 2020, Phan Thu Hương bị Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội bắt giữ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, đối tượng này bị xử phạt 36 tháng tù giam nhưng trốn thi hành án, bỏ vào Đà Lạt sinh sống cho đến khi bị bắt. Cụ thể, vào khoảng rạng sáng ngày 16 tháng 10, Hương điều khiển xe máy mang theo kìm cộng lực đến một cửa hàng trên đường Mạc Đĩnh Chi ở thành phố Đà Lạt để cắt ổ khóa đột nhập vào bên trong, mở tủ kính lấy đi 4 điện thoại, một máy tính bảng và 500.000 đồng rồi mang về phòng trọ cất giấu.
Sau khi vào cuộc điều tra, công an đã nhanh chóng lần theo dấu vết và bắt giữ Hương. Tại cơ quan công an, Hương còn khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp khác trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Toàn bộ số tài sản do phạm tội mà có, Hương đem bán lấy tiền để tiêu xài cá nhân. Hiện tại, vụ việc đang được công an thành phố Đà Lạt tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.